là con thổ. Tướng tá của nó là dòng mắt đỏ phấn hồng đấy. Con này thì nó là dòng con mồi thổ, lúc thì chơi 3, lúc thì chơi 4 âm thổ, khá là quý. Con chim này rất là to đấy. Chim mồi thì nó cũng thuần vừa phải thôi, không có gì là quá thuần cả, nhưng mà